Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 17 tháng 5 trên trục đường liên xã qua địa phận xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nguyễn Lê Quang Vũ sinh năm 2008 ở xã Minh Lộc, hiện đang học lớp 9, điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở theo Nguyễn Thị Trà My sinh năm 2009 ở xã Minh Lộc chạy với tốc độ cao. Khi đến địa phận thôn Minh Hải, xã Minh Lộc, xe máy của Vũ lao thẳng vào xe máy biển kiểm soát 36F1 đến 369.34 do chị Trần Thị Phương Thùy sinh năm 1987 ở xã Phú Lộc, giáo viên mầm non chở theo hai con là LDQ 5 tuổi và LTC 4 tuổi. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến Nguyễn Lê Quang Vũ tử vong, 4 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cả hai xe máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Hậu Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.